Tại mình mới tầng 98 thôi và anh em có thể nhìn thấy là yêu lực của mình vừa mới lên được một ức luôn, tròn xoe tre. Thì trong lúc chờ đợi là tích đào để 3-4 hôm nữa là mình có thể là build phân thân. Thì hôm nay mình cũng tranh thủ vào để vượt xem là cái thử thách đấy, xem một ức này vượt được bao nhiêu tầng bí cảnh lục đạo anh em nha. Hiện tại tầng 98 này, khiêu chiến luôn nha. À đúng rồi, đánh nốt cái tầng này mình sẽ ra cho anh em xem về cái bộ thần thông cũng như là tinh quái của mình mang đi nha. Đây là đang bị sai cái bộ tinh quái rồi anh em ạ. Tinh quái vừa mang đi dị thú xâm lược, thì để chuẩn hơn thì tinh quái mình sẽ đổi sang là cái bộ này. Đấy, ok luôn. Và hiện tại chỉ số của mình là bạo kích cao hơn liên kích, nó hơi bị lệch tí, lệch pha. Thì mình sẽ để cái bộ thần thông của mình như thế này anh em nhé. Đây, bình thường thì mình sẽ để cái chói thần, bởi vì liên kích của mình cao thì ăn trộm công ấy, đánh mình nhiều nó ok. Nhưng mà bạo kích của mình cao thì mình để cái diệt tâm ma chủng. Đó, vẫn là tán lực thuật, vẫn là giải thi pháp, vẫn là mình đồng ra sắt để giảm sát thương cuối thôi. À, tiếp tục nha anh em. Với cái cảnh nhục đệm, nhục đệm múc nó luôn nhỉ. Rồi, tầng này khả năng là vẫn ăn được này anh em này. Ấy, ứng long của mình xịt cũng thôn thốn rồi đấy. May là có ứng long. Thì với những cái bí cảnh kiểu như thế này ấy, hoặc là đi vượt ải các thứ, thì đánh đấm nó còn ok la nha anh em. Với cả là đi PK thì ứng long cũng gánh thêm một phần nào, do là hiện tại có rất nhiều anh em chơi né các thứ các kiểu, thành ra nếu như mà không có ứng long thì chết dở đấy, không đùa được. Với cả thêm một thông tin nữa cho anh em, đó chính là mình bảo là mấy ngày nữa thì mình sẽ bị hút máu, nhưng mà hôm qua lý do mà mình xả 9000 cái phù thiên diễn là vì vậy, để mà nếu như hên mình có thể kiếm thêm được một cái gọi là gặm nhấm đấy, thì mình có thể là build được một vài hút máu nó ok la hơn. Tuy nhiên là bây giờ mình xả hết 9000 vé rồi mà chả được cái gặm nhấm như gì cả, bực thực sự luôn anh em ạ. Thì có lẽ là mình sẽ build phản công trước vậy, hoặc là build mình sẽ build choáng trước đi. Còn sau này nếu như mà có thì mình sẽ đổi qua gọi là hút máu sau. Đó, rồi mình cứ build choáng với cả phản công trước anh em nhé. Đấy, còn sau này khi mà lấy được cái gặm nhấm rồi thì mình sẽ chuyển sang hút máu sau, chia sẻ anh em như vậy. Tiếp tục tầng 105, con bọ cạp ngang cơ đấy. Bắt đầu mình thấy là thêm vài ba tầng nữa là có dấu hiệu là phải thay đổi một số thứ ấy. Ok, chiến luôn, vẫn có tí bạo kích. Thì anh em có thể thấy là kết hợp mà chỉ số bạo kích cao cùng với cả diệt tâm ma chủng thì đi đánh PK anh em, à nhầm, không phải PK mà đi vượt ải các thứ anh em mới tỷ lệ bạo ghê không? Ngon không? Nhìn nhá, chuẩn bị này. Ok, đấy, bắt đầu rồi đấy. Nhưng mà như con này có phản công này, mình thấy mình đánh phát nào nó đánh lại mình phát đấy này. Con này đánh đá này, đấy, phản công này. Đó, anh em thấy không? Cũng khó chịu phết đấy. À đúng rồi, trong server của mình có một bạn build môn phái gọi là liên kích và phản công, mình thấy khá là ok nha. Nhưng mà trong trường hợp là khác lại những anh em nào chơi liên kích bạo kích thôi, chứ còn nếu như mà trên né thì vẫn không ăn thua, bởi vì đánh phản công nhiều thì nó, hoặc là liên kích nhiều nó cũng né hết và nó hồi máu. Đấy, chia sẻ cho anh em như thế. Rồi tầng này thì sao? Mày có, mày ơi, con này vẫn có phản công nè. Phải cả biểu. À nhưng anh Long làm được không? Anh Long vẫn làm được anh em nhé. Xem thử xem con này là cái gì. Con này là liên kích gì ấy? Liên kích với chúng tôi à? Ấy, nó có bạo kích đây anh em ạ. Ê, đau này. Con này bắt đầu đau này. Nhưng mà không sao anh em nhé, xịt được. Đi vượt ải này thì quan trọng nhất là anh em có hai cái chỉ số. Một là chỉ số của pet, nếu như anh em xài ứng long thì có cường hóa linh thú hoặc là tăng công. Và một cái chỉ số liên quan đến phòng thủ là giảm sát thương cuối. Đấy là lý do vì sao mình chọn cái mình đồng ra sắt anh em nhé. Kết hợp thêm cái ấn ký là giảm sát thương cuối nữa là tuyệt vời. Chíu. Ok, là tầng 114 rồi này. Thế là leo được khoảng 16 tầng rồi anh em nhé. Wow, thốn đấy. À, con này bắt đầu có choáng này. Nãy vừa dính choáng vài phát luôn. 115 này. Rồi. Ôi, con này bắt đầu trâu rồi này anh em này. Ui, bắt đầu đấy. Bắt đầu thấy khoai khoai đấy. Ui, chỉ số phòng thủ các kiểu không biết đấy phải giảm rất từng cuối. Ôi, ngon quá. Mày có vẫn ăn được anh em ơi. Bắt đầu từ tầng này trở đi thì mình nghĩ là phải rồi. À, con này là còn có né này, lại còn có cả hút máu này, vãi trưởng thật chứ. Vãi trưởng thật chứ. Ôi dồi ôi, hồi nhiều máu thế.
chứng tỏ là con này né không quan trọng mấy. Nếu như mà để thắng được con này thì có lẽ là mình sẽ đổi một cái cáng hút máu. Ui rồi. Đó anh em thấy không, nó hồi máu rất nhiều luôn á. Ây à, mày này, thua thật này. Đấy, nếu như đổi sang hút máu khả năng là mình thắng đấy. Đổi sang cái phần kháng hút máu đi. Cái kháng hút máu mình còn chưa mua cơ. Giờ bắt đầu mới cần dùng đến thì mua, chưa muộn anh em nhé. Khiêu chiến này, bí cảnh lục đạo này, tiếp tục là khiêu chiến này. Rồi, mày hút đi, mày hút đi, mày hút nó đi. Thấy không, anh em nó chỉ hồi được máu thôi, chứ còn để hút được máu như lúc trước thì không có nữa rồi. Không có cửa nữa rồi, thắng ngay anh em nhé. Con này là cái gì? Con này là liên kích à? Thôi được, cứ đánh đã. Cứ đánh cái đã. Ai à? Ôi nhiều máu gớm nhỉ. Ua, cái gì nhỉ? Ôi nhiều máu. À đây này, con tinh quái này anh em này. Cứ mỗi một hiệp là ua. Hả? Bạo kích à? Hay là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Ủa, anh em nào xem kỹ pha đấy thu lại cho mình phát, để lại comment bên dưới và lý do tại sao nhỉ. Ô, mình đang mải bốc phép không để ý xem là cái gì mà làm mất cả cây máu nó đi thế. Ảo thực sự. Ôi kìa, đừng bảo là bạo kích nhé. Úi, bạo kích của mình ấy, 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 con này không có kháng bạo, đánh sướng thật. Rồi có thêm 45 viên đá nữa. Con này có cái gì? Con này có phản công à? Mày phản công này. Nhưng mà đau rồi đấy anh em ạ. Con này bắt đầu trâu rồi này. 1,4 ức rồi anh em nhé. Hoài thế nhỉ. Thần thông của mình thì không còn nữa này. Ai xì bà. Hoài rồi đây. Bắt đầu khoai nha anh em. Leo được 20 tầng là bắt đầu thấy khoai khoai đấy. Cứ cần khôn để xem có ấn ký không. Ước nhá. Đây rồi. Có thêm vài cái ấn ký. Hết. Check sơ qua đây còn cái gì không? Tinh luyện trang bị. Lên. Rồi, hơn ức tí. Tiếp tục nha. Thêm vòng nữa nào. Đấy, bây giờ lại bắt đầu là thiếu cái đá nâng bậc rồi. Khiêu chiến lại xem quả này ăn được chưa anh em nhé. Nhầm. Bí cảnh lục đạo anh em ơi, tầng 120. Làm tất cả mọi thứ, thay đổi tất cả rồi đấy. Mày vẫn phản công à? Nhưng mà nó có cái đại thụ yêu này. Ui dồi, lại còn kim quang nữa. Bốn này. Ui, đau lắm anh em ạ. Quan trọng là em ứng lòng của nó đánh nó cũng đau cơ. Thế thì khoai. Xem cho là ghép được thêm cái ấn ký nào anh em nhé. Không có. Ôi dồi ôi, bực thế nhờ. Đây là mình có, cái này là 8,8, cái này là 12,5, mình không ghép được. Diệt tâm ma chủng cơ nào. Không, khoai lắm anh em ạ. Đây thì sao? Cũng không kìa, chán thế nhở. Ai xì bà. Thôi nhìn chung là em cá của mình với cả em ứng long của mình với tầm phân khúc là 1 ức. Không thể nào đánh được con nhện với cả ứng long 1,4 ức rồi rồi. Thôi, mình sẽ là người ra đi anh em nhé. Còn nếu như anh em muốn tải LD Player để mà chơi game trên PC thì có thể là ấn vào đường link dưới phần mô tả này. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.